cả các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một cái video tiếp theo về xóa xăm hình với một hình xăm ở kín lưng như này thì sẽ xóa tương đối là sẽ phải cần kiên trì, và xóa một cái mảng lớn như này thì cần phải có cái thời gian mà gọi là rất là kiên trì để theo đuổi. Thì đây mình muốn nói với các bạn là với cái hình xăm thì nói chung thì đã là sự kiên trì rồi. Với các cái hình xăm mà dạng là gốc than hoặc gốc dầu thì nó sẽ có những cái ưu và nhược điểm như thế nào, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chút. Ví dụ như cái hình xăm mà trước mặt đoạn đây thì đây là một hình xăm dạng gốc than. Mực xăm này là mực xăm hữu cơ, có nghĩa là một là một mực hữu cơ, hai là mực xăm ở trong tù, hai vào thứ ba nữa là có thể là do cái mực chế từ cái mực từ cái kem đánh răng đến các cái sản phẩm từ than các thứ thì người ta trộn lên có thể là làm ra mực như này. Thì cái đặc điểm mực đấy là nó trông nó sẽ nhui nhui bẩn bẩn như này đấy. Còn với dạng mực mà mực gốc dầu như là mực Mỹ Solua hoặc là mực Formula bây giờ của Mỹ thì bao giờ nó mực nó rất là bóng, sau khi xăm lên là xăm nó rất là đẹp, rất là bóng đấy. Nhưng mà cái này nó có một ưu điểm là với mực gốc than này thì xóa rất là nhanh, rất là dễ đấy, rất là đơn giản. Thường thường nó chỉ rơi vào với mực gốc than này nó rơi vào tầm độ 5 đến 7 lần là rất sạch rồi. Còn với dạng mực của Mỹ là các bạn nó rơi 80 lần mà cái tỷ lệ sạch nó không được cao. Tỷ lệ mực gốc dầu như của Mỹ xóa thì rơi tầm độ 90-95% thôi đấy. Còn cái này thì có thể lên 95-97% đấy. Tất nhiên là tùy theo từng cơ địa đào thải của mỗi người và cái độ nông sâu của mực nữa đấy. Có những người khách mà có những người thợ mà làm mực nó sâu quá nó sẽ tận thượng bì, thì các bạn khi mà bạn xóa thì nó sẽ lâu hơn, đó là cái điều tất nhiên đấy. Với cái dòng mực như này thì bên mình có công nghệ Pico, công nghệ PicoSure và công nghệ Spectra, là bên mình dùng hai dòng công nghệ đó kết hợp với nhau. Hoặc là với dòng mực gốc than như này thì có thể dùng dòng máy PicoSure bên mình với tia 1064 và cái tốc độ bắn là 8. Với cái máy xóa công nghệ bên mình thì thường ra chỉ rơi vào tầm độ 5 đến 7 lần. Còn với các dòng máy khác thì mình cũng muốn nói, bởi vì những dòng máy của Trung Quốc của mấy dây dẫn thì sẽ không có cái tác dụng tốt như là dòng máy Pico. Bên mình chỉ dùng nó những dòng máy trục khuỷu và an toàn, cam kết cho các bạn là không sẹo, sạch sẽ. Công nghệ hút mực của bên mình thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình là công nghệ hút mực như thế nào. Đấy. Thì nhiều bạn là không hiểu là hút mực là như nào, hút nó như là máy cái máy Kama nó hút hay như nào. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái hút mực là như sau. Hút mực là một cái dạng mà chất lọc sắc tố từ laser. Với công nghệ Pico và công nghệ Spectra bây giờ là hai dòng công nghệ cao cấp nhất hiện bây giờ. Đấy, chuyên để xóa đen trắng, xóa tràm bớt tàn nhang các thứ đấy. Thì với các dòng công nghệ như hiện tại của Pico, Sure và Spectra hiện bây giờ thì có nghĩa là khi mà các bạn bắn như thế này, đây mình sẽ ví dụ cho các bạn xem luôn. Với ví dụ như là mình bắn vào tay mình như này nhé, là nó không có tác động gì cả, bạn nhìn đây đấy, không có tác động gì cả. Vùng tay bình thường như của khách hàng đây nó cũng không có tác động gì cả, các bạn thấy chưa ạ? Đây, nhưng mà khi mà bắn vào đây thì nó sẽ có tác động này đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, với vùng da bình thường đây mình lại bắn ở vùng da bình thường này, nó không tác động gì cả. Khi di chuyển vào đây thì nó sẽ có hiệu ứng, các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, có nghĩa là vậy thì là công nghệ hút mực đó là gì? Công nghệ hút mực là một cái dạng máy laser, nó có nhận diện được sắc tố, hắc sắc tố, và nó chỉ có bắn những cái hắc sắc tố nó liên quan đến màu đen, màu sạm, màu tràm hoặc là các vết tàn nhang đấy, rồi vết nốt ruồi các thứ, thì nó sẽ chắt lọc những cái màu ra. Chính vì vậy cho nên là nó sẽ hoàn toàn là không gây xâm lấn và rất là an toàn. Ngay bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem toàn bộ nhé.
Với cái quy trình mà xóa toàn bộ lưng như này thì sau khi ủ tê xong thì một cách ủ tê các bạn để mà làm cho nó tốt nhất ý, thì các bạn cần là ủ tê toàn bộ lưng này, nhưng mà khi mình bóc ra mình làm tách ra hai nửa, mình cũng mình làm một nửa lưng trước và một nửa lưng sau, thì khi đó thì nó sẽ không bị không bị mất cái chất lidocaine ở trong tê gì này đấy, và nó tồn tại như này, thì sau khi mình làm ở trên này xong thì mình sẽ bóc nút ở dưới mình làm thì nó không bị mất tê đấy. Còn trong trường hợp làm này mất cả tiếng đồng hồ thì nó sẽ bị hết tê ở dưới này, cho nên khi mình quay lại làm thì nó bị đau đấy. Xóa xăm này thì mình cũng phải nói rằng một điều rằng nó là xóa xăm nó sẽ đau hơn là xăm, đó là điều tất nhiên. Xóa xăm nếu mà không tê cùng không tê với nhau thì xóa xăm nó sẽ đau gấp đôi gấp ba lần tê, tùy theo từng chất mực và độ nông sâu của mực nữa đấy. Thường thường ra là gấp đôi gấp ba lần đấy. Chính vì thế cho nên là phải ủ tê nó phải rất là kín và phải đảm bảo được rằng là cái tê đấy nó phải độ dạng tê phải là tốt thì nó mới có đủ các cái thành phần để mà giúp cho toàn bộ cả mảng lớn như này nó không đau nữa. Thì về quy trình xóa thì cũng lần lượt xóa này, sẽ lần lượt từ trên này xuống dưới, từ ngang này sang, từ ngang sang từ trái sang phải, và mình sẽ đẩy đi hết cái lưng trước, và là mình xóa từ vùng này xuống vùng nhảy cốc và vùng khác. Bởi vì các bạn càng xóa theo hàng càng thẳng lề thì nó sẽ càng nhanh. Đây mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem nhé. Đây mình bắt đầu xóa các vùng ở trong trước mặt, đây mình xóa rồi, và tiếp tục mình xóa đây. Đấy. Cứ lần lượt các bạn nhé. Và cái ưu điểm của công nghệ Pico và công nghệ Spectra thì bao giờ nó là các cái đầu tia nó sẽ rất là to, chính vì thế nó xóa rất là nhanh. Đây các đầu tia này, các bạn nhìn này, đầu tia nó bắn ra nó rất là to, chính vì thế nó bắn rất là nhanh, nó khác hẳn với cả công nghệ các dòng công nghệ mà dây dẫn của Trung Quốc. Cho nên là khi mà các bạn đi xóa xăm thì các bạn chú ý rằng là không phải nơi nào xóa nó cũng giống nhau. Và chúng ta cũng không thể nào mà theo về giá cả được, bởi vì nơi dùng công nghệ Trung Quốc nó không sạch. Đấy, giá cả các thứ thì có thể là rẻ đấy, bởi vì người ta mua cái máy rơi tầm độ đôi 30 triệu, cho nên là người ta xóa các bạn rẻ, nhưng mà nó cái hiệu quả, quan trọng là cái hiệu quả nó như nào mới là quan trọng. Và mình cũng trả lời luôn cho các bạn là cái câu hỏi của rất nhiều bạn là xóa xăm nó có hết được không. Cái này là câu hỏi nó rất là hot và rất là nhiều người hỏi, nhưng mà mình cũng trả lời cho các bạn luôn là xóa xăm ấy thì nó sẽ tùy theo cái từng cái màu xăm của hình xăm nó có hết được hay không, nó phải tùy theo độ nông chất mực và độ nông sâu của mực nữa. Đấy. Với những cái dạng mà cái hình xăm mà có màu xanh coban ấy là nó không có sạch được đâu. Đấy, các dạng màu xanh coban là các bạn chỉ xóa rơi tầm độ 90% thôi. Đấy, với dòng công nghệ Ruby Laser hiện giờ đang hiện tại nhất. Đấy. Với các dòng màu xanh coban thì bên mình cũng có cả dòng Ruby Laser để mà chuyên xóa những màu xanh coban rồi các màu vàng. Đấy. Và nó không về, và kể cả Ruby Laser nhé là nó chỉ được rơi 90%, còn các dòng công nghệ Pico như hiện tại mình đang bán đây này thì nó chỉ rơi được tầm 85% thôi các bạn nhé, màu xanh coban đấy. Chính vì thế cho nên là màu xanh coban nó sẽ không sạch, màu xanh da trời cũng thế, nó không thể sạch hoàn toàn được. Còn các dạng mực như thế này thì sao, như thế này thì nó sạch rơi tầm độ 98%. Đấy, 97-98% sau tầm độ 5-7 lần. Tất nhiên là có những chỗ nó sẽ sạch trước, có những chỗ nó sẽ sạch sau. Ví dụ như cái vùng bánh bóng này là mình làm này nó chỉ rơi tầm độ 2-3 lần nó đã sạch rồi. Vùng bánh bóng này các bạn nhé. Đấy. Cho nên là nó không phải là cái chỗ nào nó cũng 5-7 lần, có chỗ nó hết trước, có những chỗ nó có thể nó hết sau. Chỗ nào mà ông thợ ông đâm sâu quá, chọc sâu quá thì nó dễ sao thôi. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy. Và những màu nào là những màu khó xóa nhất đấy, đây là câu hỏi của rất nhiều người từng hỏi mình. Màu tất nhiên là màu xanh coban, nhưng mình vừa nói với các bạn màu xanh coban là màu khó xóa nhất. Đây màu xanh như kiểu là cái màu này này. Đấy, các bạn nhìn này, màu quần của đồng chí này này. Đấy, là màu khó xóa nhất. Đấy, màu xanh da trời như này cũng là màu khó xóa nhất này. Đấy. Thường thường xóa tầm độ 10 lần thì các bạn mới sạch được, rơi tầm độ 80% thôi các bạn nhé. Đấy, cho nên nói để cho các bạn nắm rõ. Bên mình thì cứ quan điểm của bên Rio là làm và nói nó thẳng, nói thật cho các bạn nắm được mọi vấn đề. Chứ không phải là cái nào cũng bảo tôi xóa được 100% thì nó không đúng. Mà khi các bạn nhận được cái lời hứa suông mà nó không có đúng thì nó sẽ không hay.
chả gì bằng nói thật thì nó dễ. Nhiều các bạn cứ đi tìm những cái câu trả lời mà nó rất là phù phiếm ở những thẩm mỹ viện khác, hứa rất là vớ vẩn, xong cùng là các bạn lại áp dụng ở chỗ cái nọ chỗ kia xóa được 100%, không đúng đâu các bạn, chẳng có gì là 100% cả, làm gì có cái gì hoàn hảo trên đời là 100% đâu. Nên là khi mà mình xóa, mình đã xác định xóa rồi thì nó sẽ rơi tầm độ 90% thôi. Đấy. Cơ bản đó là với những dạng mực như thế này, mực gốc than như này xóa cực kỳ sạch. Kể cả là nó 100% thì mình cũng chỉ nói là rơi 97-98%. Để các bạn hiểu vấn đề nó như thế cho dễ. 100% nó là da thật rồi, da bình thường rồi. Đấy, các bạn xóa nhé, nó cứ lần lượt cứ đẩy đi từng tí một này. Khi mà set up máy thì với những dòng máy Pico thì các bạn có set up máy thì nhớ là phải nghe tiếng laser, đó là cái quan trọng nhất. Tiếng laser này này, khi mà tiếng laser này nó kêu một tiếng tách 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 nhẹ nhẹ nhảy được, nhưng mà nếu khi mà nó nổ là không được nhé các bạn nhé, nổ tiếng tách rất là to. Cái thứ hai đó là nó bị bắn máu ra nhé, nó bị bật máu ra, là các bạn là phải kiểm tra lại cái năng lượng của nó luôn, bởi vì khi đã bắn máu ra, bật máu ra ấy là có nguy cơ bị sẹo. Thì các bạn mà nếu mà các bạn bắn mà bật máu ra thì các bạn cần phải điều chỉnh lại năng lượng là thứ nhất. Thứ hai, các bạn điều chỉnh lại giắc cắm. Đây, cái giắc cắm với cái dòng máy trục biểu đó có giắc cắm đây, spot size của nó là 7 đây, các bạn nhìn đây. Đấy, thường thường spot size mình đặt ở 7 hoặc 8 là có thể là bắn rất là đẹp rồi. Bên mình hiện bây giờ vẫn đang đào tạo về tất cả các cái khóa về laser cho các bên khác, thì các bạn có thể nộp hồ sơ nhập học vào tại bục cơ sở 217 Tiểu Khuê hoặc là 47 Kim Ngưu. Ok, cái video này thì mình xin phép là tạm dừng tại đây, bởi vì video nó cũng khá là lâu. Mình cũng trước khi kết thúc video thì mình cũng giới thiệu lại cho các bạn một chút là sau khi mà xóa xong thì cần kiêng những gì. Đấy. Nhất cần kiêng thì bò, rau muống, hải sản và các chất tẩy rửa như là xà phòng hoặc là các sữa tắm. Đấy. Cần bôi thuốc đều và tránh đi ánh nắng. Đấy. Đó là những cái mà kiêng cơ bản nhất. Đấy, để mà sau khi xóa xong. Đấy. Còn về các cái thời gian xóa thì các bạn cần xóa cách nhau tầm được 1 tháng. Đấy, là cái thời gian mà đẹp nhất. Đấy. Rồi mình cần phải bôi thuốc đều vào mỗi ngày 3 lần. Đấy, vào trước khi, đặc biệt là nếu mà ngày không bôi được thì các bạn bắt buộc phải bôi trước buổi tối. Thuốc bôi đấy nó sẽ giúp đào thải tốt hơn và nó có tác dụng lành da, an toàn cho vùng da mình làm. Mọi chi tiết thì các bạn có thể là liên hệ thẩm mỹrio.com và riotattoostudio.com. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại.